đau bạn ạ. Thôi thôi thôi, đây đứng dậy đi về về. Đi về về. Thế anh em mình phải đi về thôi các bạn ạ. Đi xe. Tôi đã có xin chào tất cả anh em. Tôi nhìn về xin chào tất cả anh em. Các bạn ơi, thì hôm nay anh em mình sẽ có một thử thách ở ngoài nghĩa trang các bạn ạ. Đấy thì hôm nay anh em mình sẽ gọi là review nghĩa trang đấy vào lúc 2 giờ sáng. Để cho độc đáo tí nữa anh em mình tải một cái app gọi là app dò ma các bạn ạ. Đấy, thì lát anh em cho mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ anh em mình sẽ đã tải app vào các bạn nhé. Đấy các bạn, anh em mình không đưa đèn pin thì các bạn. Đấy thì đây là con xe của mình, hai con đèn trợ sáng rất chi là sáng các bạn ạ. Đấy hôm nay anh mình đi 3 người các bạn ạ, đúng hôm nay là ngày rằm luôn, mình sang canh. Đấy, anh mình đèn sáng phải không mọi người? Đấy, quá sáng luôn, quá chất luôn. Đấy bây giờ chờ Nghĩa Nguyễn tải app dò ma là anh em mình sẽ đi xung quanh xuống đây các bạn này, xuống đây để dò ma. Đấy đây toàn là nghĩa trang các bạn ạ. Đấy, trong là nghĩa trang này. Đấy, đầu kia có mấy cái mộ mới ấy. Đấy, ngoài kia nữa kìa. Đấy, trong kia em mình không có đèn pin các bạn ạ. Đấy tải app dò ma chứ. Đấy các bạn ơi, bây giờ ôi rồi có hai con ma các bạn ạ. Đấy hai con ma rồi, có hai con ma nó quanh quẩn ở đây bọn mình các bạn ơi. Dọn trước kìa nhân ơi. Đấy, có một con ma đang quanh quẩn bọn mình các bạn ạ. Còn là review thôi, em mình không đưa đèn pin đi các bạn ạ. Đấy một con ma nó vẫn quanh quẩn bọn mình ở phía này các bạn này. Dọn bên kia kìa. Nó chạy mất. Ô, một con ma sát mình luôn anh em ạ. Nhá, anh em mình không sợ đâu con này. Các bạn, ôi giời, hai con. Nó quanh quẩn. Xe mình thì đặt trên kia các bạn ơi. Ra đường trước nhân kìa. Đấy. Đấy, trước kìa. Một con ma nó xung quanh quẩn người bọn mình luôn các bạn ạ. Nhưng anh em mình không sợ. Nên anh em mình đi 3 người. Đây các bạn này, đây lăng mộ các bạn nhá, review nghĩa trang các bạn ạ. Nó cứ tít, ồ một con ma, một con các bạn, rồi nó cứ quanh quẩn xung quanh em mình các bạn ơi. Xe mình thì để trên tít trên kia các bạn kìa. Không sao các bạn ơi, cẩn thận rắn nhá. Đi mà vòng cái sang luôn. Đi ra ngoài này không dùng lên mổ họ. Còn một con ma đằng sau các bạn ơi. Sau anh em mình. Sau là trên kia các bạn ạ. Đấy. Nó quanh quẩn xung quanh. Không tiện cho lắm các bạn ạ. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi, ngoài các khu công nghiệp, công ty ngoài kia đang bật đèn rất chi là sáng luôn các bạn ơi. Rồi một con ma trước mặt anh em mình luôn các bạn ạ. Nghĩa Nguyễn thì đang rất rung các bạn ơi. Bây giờ là không có con nào các bạn ạ. Phải chịu sợ, hôm nãy anh em mình review ạ. Một con chung quanh anh em mình các bạn ơi. Hai con các bạn ơi. Bây giờ anh em mình bây giờ là rung rồi các bạn ạ. Hai con xung quanh anh em mình. Đấy. Xe anh em mình biển tít trên kia các bạn kìa. Đấy. Quá là đáng sợ luôn. Một con sát anh em một mình luôn. Ba bốn con nó kiểu rồi, lúc nãy thì 3-4 con anh không kịp quay. Bây giờ thì anh em mình khá là rung rồi các bạn ạ. Rồi.
Bây giờ em mình sẽ lên xe. Lên xe của chú bọn mình. Ngồi nói chuyện. Các bạn thấy đấy, Nghĩa Trang. Ở bọn mình gọi là nghĩa địa các bạn nhá. Bây giờ là không có con nào. Đây anh em bọn mình đã lên chỗ xe mình rồi các bạn ạ. Đây. Anh em mình đi hai ba người. Ôi có một con ma trước mặt mình các bạn ạ. Nhưng mà không sợ các bạn ơi. Đây xe mình kìa. Rồi, rất chi là ớn rồi các bạn ơi. Đây mình sẽ review sắt trong kia. Không, vẫn không có. Đang mổ các bạn ơi. Chả có con nào. Đấy, em mình đang đứng kia. Vẫn không có con nào các bạn. Anh em mình ra đây là cơ bản để ngồi chơi thế này thôi, nhưng mà có độ kịch tính thì anh em mình tải cái app dò ma này cho mình chơi cho hay đấy các bạn ạ. Bây giờ là khá là rét rồi các bạn ơi. Xem có mấy giờ rồi? 2:30 rồi các bạn ạ. Mình sẽ đi review một vòng nữa các bạn ơi. Bây giờ thì không có gì tít nữa các bạn ơi. Là dùng ở đấy. Chả có con nào luôn các bạn ạ. Đây áp con giò các bạn này. Thì ở đây quê bọn mình thì rất là yên tĩnh các bạn ạ. Hôm sau mình sẽ làm thử thách 24 giờ sinh tồn ngoài đồng. Ôi rồi, hai con các bạn ơi. Một con ở trước mặt mình các bạn này. Một con ở bên sau. Ồ nó di chuyển các bạn ơi. Ôi nó sang bên này các bạn ơi. Rồi nó chạy vòng quanh sông mình các bạn ạ. Ôi hai con trước mặt mình ở bên trái mình các bạn ơi. Ôi anh em mình rất là chi là sợ rồi các bạn ơi. Rồi một con. Thôi đi tiếp đi. Không phải sợ đâu. Xe bọn mình nhìn tít trên kia các bạn kìa. Tít trên kia rồi. Một con đằng sau các bạn này. Nó là biến mất rồi. Đây một con. Nó không có con nào rồi. Xe mình để tít trên kia. Đấy các bạn thấy đèn không? Đèn của xe anh mà mình để tít trên kia kìa. Đấy một con trước này. Đấy một con trước này. Ui giời hai con. Hai con trước mặt mình các bạn ạ. Đấy, một con trước đối diện trước mặt anh em mình luôn. Trời ơi. Làm sao bây giờ rất chi là rét rồi các bạn ạ. Bây giờ là 2:45 rồi các bạn ạ. Ôi có cái bao gì đây các bạn này. Xem cái bao gì đây. Và chỉ là một bao xốp thôi các bạn ạ. Không có gì khả nghi. Để đầm điếu. Bây giờ là không có con nào nữa rồi các bạn. Thì chắc có lẽ màn review của anh em mình ở đây lại kết thúc các bạn ạ. Cảm giác rất là chịu ớn lành rồi. Anh em mình đi. Ui dồi, một con đằng sau em mình các bạn ạ. Ôi là biến mất rồi các bạn ơi. Chờ anh em mình lên chỗ xe anh em một mình thôi. Thì khá là rung rồi.
áp níu lại áp ra, chả có con ma nào cả. Thì thực ra thì mình không sợ ma đâu, mình chỉ sợ là người thôi, tại vì Nghĩa Trang mà. Ma đâu có ai gặp ma đâu, đâu có con ma có thật đâu. Mình đọc được chữ luôn các bạn này. Cao Thị Thái. Ôi giời. Đấy. Bây giờ thì không có con ma nào rồi. Em mình là lên chỗ xe anh. Đấy. Hôm nay đúng là ngày rằm luôn. Hôm nay đúng là ngày rằm luôn các bạn ạ. Các bạn đúng ngày rằm luôn. Đấy. Bây giờ thì lên đến đường thì không có con ma nào rồi các bạn ạ. Các bạn thấy không? Quê hương mình ấy. Buổi đêm rất là yên tĩnh luôn các bạn ạ. Rất là yên tĩnh luôn. Bây giờ thì không có con ma nào rồi. Em mình đã lên xe rồi. Lên đến chỗ anh em mình ngồi rồi. Mình sẽ đi review một vòng nữa đi. Nhân đi ra. Đây là cây gì? Rồi, hai con ma trước mặt anh em một mình luôn các bạn này. Hai con. Quanh quẩn xung quanh em một mình các bạn ạ. Ôi dồi, ba con, hai con trước mặt sau anh em mình luôn. Ôi dồi, 3-4 con luôn các bạn ạ. Rồi 2 con. Cây các bạn ạ. Đây là 2 cái cây. Bây giờ không có con nào rồi. Để khá là rung các bạn ạ. Ui, 1 con các bạn ơi. Rồi. Đi ra chỗ này một tí nữa thôi. Đi con một tí nữa. Ôi kìa, mã kìa. Ê. Em vừa thấy một cái bóng trắng đằng trước các bạn ạ. Nó biến mất đâu rồi. Đây anh em mình đi đây. Vừa thấy lấy cái bóng trắng trước. Kìa kìa. Giờ không có cái nào rồi. Ôi giời, trước mặt. Ôi giời. Ôi, quay xe, ôi giời. Khá là sợ rồi. Ôi, xa em phải về thôi các bạn ạ. Ôi giời, chờ tao lên nữa. Yeah.